Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Thì bữa nay trong phiên ngày cuối tuần thì nhìn chung anh chị mình có thể thấy thì nói chung là tất cả những cái biên độ và những cái biến động mà có thể nói là đáng kể nhất ở trong cái phiên cuối tuần vừa rồi thì tất cả nó chỉ diễn ra chỉ vỏn vẹn có đúng 15 phút thôi anh chị, có nghĩa là từ 2 giờ cho tới 2 giờ 15 vào buổi chiều thôi. Anh chị mình có thể nhìn thấy rõ nhất qua cái đồ thị 15 phút của vừa nay. Đây. Và thậm chí anh chị thấy là nguyên cả cái viên sáng và nguyên cả cái khúc đầu của phiên chiều, có nghĩa là trước 2 giờ vừa nãy mình hoàn toàn không hề có một cái biến động nào mà thật sự gọi là đáng kể hết, hồi cũng không hồi, tăng ngược lại phủ định sự giả điểm của phiên trước đó cũng không, rồi giảm tiếp cũng không luôn. Thành ra chúng ta không thể nào đưa ra được những cái hành động nào mới cả, và chỉ có vỏn vẹn có 15 phút này thôi, đúng không? Đây nè, 2 giờ tới 2 giờ 15 đạp xuống rồi kéo lên lại hết. Tại vì sao? Tại vì sao chúng ta không thể nào hành động mới được? Tại vì như đã có chia sẻ với anh chị mình ở trong cái video trước đó, đúng không? Với một cái phiên mà có những cái biên độ biến động hơi lớn như thế này thì quan trọng nhất là nó phải phụ thuộc vào cái sự mở cửa, cái cách mở cửa của thị trường trong cái phiên cuối tuần. Rồi mở cửa xong trong phiên nó đánh như thế nào? Rồi cái sự duy trì tới cuối phiên ra sao? Thì chúng ta sẽ có những cái hành động sao cho nó phù hợp nhất, flexible nhất, linh hoạt nhất, tùy theo cách đánh của thị trường. Đúng không? Ví dụ với một phiên trước đó như thế này thì ít nhất cái phiên cuối tuần á, sáng có thể là nó sẽ mở gap down, nó đạp tiếp để tạo tiếp tục những cái sự dư âm bán tháo và những sự hoảng loạn, hoặc có thể nó không mở gap down cũng được, sáng nó hồi xanh lên một tí xíu, chiều nó đạp ngược lại luôn, dí càng sâu càng tốt, càng hoảng loạn càng tốt, không cần rút chân vào buổi chiều cũng được, ngày mai hẳn rút chân cũng ok luôn. Thì đó chính là những cái điểm chiết khấu cực kỳ tuyệt vời để cho anh chị mình có thể mua lại những cái dòng cổ phiếu nào mà đã có những cái biên độ tăng cao, FOMO lớn, điều chỉnh mạnh, đó chính là những cái điểm vào cover lại tuyệt vời nhất. Tại vì sao? Tại vì bản thân room của em, room của chúng ta bán dần được, thứ nhất bắt được ở đáy hai, bán dần trên đà tăng, không dám nói là bán giá cao nhất, cũng bán tiệm cận thôi, tiệm cận cái vùng cao nhất thôi, chỉ dám nhận là bán mua lỗ rúng, bán lỗ tai. Còn ai mà mua được gót chân bán đỉnh đầu quá xuất sắc, đúng không? Cái phần nó nhường lại cho người khác, chỉ mua được lỗ rúng bán lỗ tai thôi đó, và chờ đợi những cái quá trình vận hành ở trên kháng cự sau. Còn bây giờ đang vận hành kháng cự nó đạp cho hai cây hoảng loạn, mua không? Mua liền, sao lại không mua? Chiết khấu như vậy là quá an toàn, đúng không ạ? Đó thì đó chính là những cái điểm mà nếu như nó vận động như vậy thì chúng ta mua rồi, còn nếu không thì vừa đi mình nó sẽ duy trì và nó xanh, nó kéo ngược lại luôn, nó kéo từ sáng chiều luôn về lại những cái vùng biên trên luôn. Thì nếu như vậy chúng ta cũng không cần làm gì thêm, thứ nhất nó cũng quanh quanh giá bán một bữa, thứ hai không có chiết khấu thì mắc gì phải mua. Nếu mua vậy giống như là nó dụ anh chị vô lại, là anh chị bị mua lại cái nền giá cao rồi là toang, là có thể là những cái lần mà nó rủ lại ở phía sau là dính chắc luôn. Nó mà không đánh tiếp nha, nó kéo một cây lên mà ngày mai nó bịp một cái nó đỏ ngược lại, hoặc là nó không đánh mà ba bốn ngày sau mà nó rủ lại một cái là rồi sao, lại bị dính thêm một cú lừa nữa thì lại không ăn, đúng không? Quy tắc chỉnh mua, không chỉnh thôi, không chỉnh thì phải coi nó có vượt không, nó không vượt thì cũng vậy mà, cũng giống giá bữa chứ có khác gì đâu mà mua. Bản chất là chỉ quanh quẩn ở trên đó, rồi cứ dụ ra, cứ đạp xuống thì bán, kéo lên thì lại mua đuổi, mà mua giá cao không à, mà đạp xuống quản trị rủi ro, vi phạm cắt lỗ, anh chị mua cao anh chị chấp nhận cắt 5-7% nha, rồi cắt cỡ 4 lần thì bị ốm nhèm nhách luôn, tưởng bị xin giữa, tưởng bị xì ke rồi xong chết quớt luôn, thấy không? Mà dưới thì không mua, lên cao á là cứ cái nền nó vôn to mà biên bự đu, đu 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 vô bay hết chỉnh, thấy chưa? Đó là cái cách đánh tạo ra tâm lý của thị trường. Còn nếu mà sáng mà nó mở tham chiếu vậy cũng không biết làm sao, thứ nhất là nó cũng không tăng, thứ hai là nó cũng không giảm. À đây nè, trong phiên có nhận định nè, sáng nay đúng không, xanh lại hết thì không mua, đúng không? Duy trì trong phiên, nếu có chỉnh thì chỉnh xong mốt hoặc chỉnh tháo mốt, tập trung vào sự phân hóa cổ phiếu, diễn biến trong phiên sẽ cập nhật thêm, đúng không? Nè sáng á, tại vì sáng á vừa ni nó không có gắp đao mà nó hơi xanh, thành ra em kêu nè sáng chưa hành động gì vội nha, đúng không? Sáng chưa hành động gì vội nha, mình cần xem cái sự duy trì trong phiên như thế nào. Tại sao dùng cái từ là xem duy trì? Em ví dụ nhé, ví dụ bây giờ nó xanh sớm trong phiên đi, lỡ chiều nó đạp lại hay sao, chiều nó bán tháo lại hay sao, đúng không? Anh chị mới thấy buổi sáng anh chị xanh có tí xíu, anh chị vô mua một phát là dính ngay. Thị trường giao dịch bao nhiêu tiếng buổi sáng? 9 giờ rưỡi
9 giờ 15 chứ, không tính ATO nhé, nó tới 11 giờ 30 đúng không? Buổi chiều nó còn tới 1 giờ chứ, tới 3 giờ đối với sàn Upcoin và 2 giờ 45 đúng không? Hoặc là 2 giờ rưỡi đối với các cổ phiếu thường không tính ATC. Nó tới mấy tiếng như thế này mà mới sáng xanh tí xíu thì có ý nghĩa gì? Đã quyết định được gì chưa? Chưa, nó phải ngồi coi chứ, sáng nó vội vàng làm gì? Đó mà chiều nó xìu lại thì sao? Thì nó chưa ok. Đúng không? Rồi giả sử ngược lại, nếu như mà sáng nó đỏ thì sao? Đúng không? Nó đỏ thì chiều có thể rút chân. Hoặc là càng đỏ chúng ta càng mua. À, thử sàn coi, mua liền. Nếu mà nó gần sàn mà nó tháo mà nó không rút chân cái là mua liền luôn á. Kiểu gì ngày mai nó không rút chân, thứ hai nó cũng sẽ rút chân. Đúng không? Càng hoảng loạn càng tốt, tại vì rất nhiều người người ta mua giá cao. Đúng không? Ít nhất là những cái người đó phải cắt ra. Anh chị muốn mua cái gì anh chị mua. Đúng không? Tuyệt vời. Đó, nó phải có hai dữ kiện này và phải coi cái cách duy trì. Thứ nhất là coi cách mở cửa. Là cái thứ nhất, mở cửa xong trong phiên nó duy trì ra sao, đánh như thế nào. Đúng không? Chứ còn sáng nó hơi chất quốc một tí là xanh có hai ba like rồi. Nó tham chiếu cả ngày luôn. Thì thật sự là em cũng không có làm gì thêm hết. Đúng không? Và như lúc đầu đã nói, đúng, và đi mình hôm nay nó có một cái nhịp đúng 15 phút thôi nó đạp. Từ 2 giờ tới 2:15. Nhưng mà anh chị thấy nó đạp không có nhiều. Đạp cái gì mà có 2-3% mà đạp có chút xíu mà đạp mà anh cảm giác như anh chị chưa kịp nhìn gì hết là rút chân lên này. À, nó đạp rất là ít luôn, thành ra nếu đạp như vậy thì nó cũng đâu có đủ. Đúng không? Nhưng mà nha, anh chị lưu ý nha. Theo em biết rất nhiều bên trên thị trường người ta mua cao á, cái cây đạp vào đúng 15 phút đó đó. Tại vì nó đạp cái giờ rất là nhạy cảm, nó đạp sau 2 giờ. Nó đạp sau 2 giờ là những cái thời điểm đã cuối phiên rồi. Người ta rất là sợ nếu mà đạp sau 2 giờ lỡ như mà tới cuối phiên mà nó không rút chân một cái là chết hết. Đúng không? Tại vì những cái trạng thái á, mà đạp buổi sáng là đỡ sợ nha, mà đạp buổi chiều là rất sợ luôn. Đạp buổi chiều á, là cái thời gian mà gần tới ATC nó rất là ngắn, nó còn có tí xíu à. Đúng không? Tại sao 3 4 tiếng đầu không đạp mà đạp có đúng có 15 20 phút cuối là rất là ghê. Đạp như vậy có khả năng là thị trường nó sẽ hồi không kịp. Rất nhiều người người ta đang trong trạng thái nơm nớp lo sợ là do người ta đang mua những cái vùng tích lũy ở trên rất là cao mà nó đã có một cái đoạn tăng rồi thì chắc chắn với anh chị luôn trong giai đoạn 15 phút đó rất nhiều người người ta cắt, người ta phải cắt ra những cái điểm mua giá của người ta bị cao, không phải là cắt vì gì hết nhưng mà rõ ràng nó vi phạm là họ cắt ra là chiều nó lại kéo lên, nó đánh dị lắm đúng không, nó đánh cho nhà đầu tư loạn xì tùng chèo lên hết đúng không, bắt đầu là gì là trên thị trường là góc nhìn bây giờ là te reo me luôn. Đó, ở trên đây thì view là cái cây nổ này nè thì kêu là nổ xong thì chờ tích lũy gì đó, rồi tích lũy xong mua thì nó nổ lên một cái thì không nổ, mua mua trên cao cái nó gãy xuống thì quản trị rủi ro đó, nó đánh một hồi là loạn tung thì chèo lên hết. Thấy chưa, là do mua cao cái biên ngăn nó mỏng như tờ lá chuối vậy, mỏng dính nè, đặt cái bạch bộ phát có hết đúng không? Ta mua em mua từ cái điểm 29 SSI nhé, mà đạp, nó ăn có 14% mà nó đạp nhé, cái thời điểm mà 2 giờ khoảng tầm 2 giờ 7 phút á nó đạp á thiếu đường mỏng mỏng dính luôn đó mà nè, mà nhìn những con như VCI nè nó đạp cho mỏng dính luôn. Con này nhá, mua từ điểm này lên ăn không bao nhiêu hết, mà cái cây này nè, cái cây con VCI con HCM á, cái cây này là cái cây cực kỳ lừa đảo luôn. Cái cây này rất nhiều người người ta mua tại người ta kêu là dòng chứng khoán nổ lại, nhưng bữa đó em có nhắc anh chị sao, anh chị lưu ý là nếu nó kéo nó phải kéo SSI. Tại sao nó kéo con HCM với con VCI là hai con tăng yếu nhất trong nhịp này, ai mà đu con VCI cây này nhá, đảm bảo anh chị luôn hàng về cắt cái dưới đây rồi, cắt là cái chắc đúng không? Bây giờ mà nó kéo lên vậy nhá, mà nó kéo đến cuối phiên đúng không, mai kiểu gì cũng phải mua lại đúng không, là cứ quằn ở trong đây đó mà ăn cái biên nó mỏng như tờ lá chuối vậy đó, ăn không nhiều hết trơn á đúng không? Nhưng mà đảo cỡ hai vòng mà một lần cắt 400, đảo cỡ ba bốn vòng thôi NAV như xin dữ luôn đúng không? Đó, đất xanh nè, bởi nổ lên nó kéo cái đạp mà đạp cũng rác, đạp tận đây luôn đúng không? Mua nền thì em không nói, mua cây nổ nhá, đạp cho một phát ở đây cắt cái bụp biên lớn chứ anh chị. Cái cây này là cây trần, nó đạp xuống đây tự nhiên trong vòng T cộng mà lỗ tới 12%. Còn SSI á, người ta mua đúng một điểm duy nhất á, người ta chờ muốn 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 rớt cái xương hàm luôn mà lãi được có 14% thôi. Mà bán giữa đường là em cũng đi lời khoảng 12 13%. Mà trong vòng có 1 2 ngày thôi mà mua chặt cái cây mà nổ lên tí xíu là lỗ 13%. Chạy không? Chạy liền. Chạy là cái chắc. Đúng không? Một đống bên chạy. Cũng mấy ông đó hô mua rồi, cũng mấy ông đó kêu cắt chứ ai 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 kêu mua trên đó đâu. Đúng chưa? Một nhà đó,
Nhưng mà đánh như thế này thì quan điểm của em nhé, đánh như vậy thì cái chiết khấu nó không đủ thì em cũng không thể nào bắt lại được, chưa kịp, nó quýnh có mấy phút mà mua không kịp luôn á. Người mà cắt ghê lắm, thấy lệnh cắt là cắt quá cho cắt, tháo ra quá cho tháo luôn. Tại vì người ta mua sai, người ta mua cao, chị biết á, khi người ta mua cao á, người ta giống như ngồi trên đống lửa vậy đó, hàng về mà tự nhiên mà nó đạp xuống một cây vậy mà mai nó tháo cho một phát, nó tháo 2 giờ mấy coi, mà kiểu gì cũng nhả ra, mà nhả ra kéo lên cái là chết, đúng không? Có thể điểm chiết khấu lại á thì nó không đủ để mua, nhưng mà cái người ta cắt ra nhiều lắm. Những người mua dưới thì em không nói nha, mua đúng điểm thì nói làm gì, mua đúng điểm thì ai cũng có lời mà, đúng không? Thì quan sát thoải mái, chị bán dần là được vậy thôi, đơn giản, cũng không có nhất quyết là phải bán hết, tùy tùy theo cái phân bổ vốn của anh chị. Mua đúng điểm thì làm vua rồi, quan sát thế cuộc ngon lành rồi thì sợ chi nữa. Cái đó thì không mà không nói, nhưng mà quan trọng anh chị biết là gì, trên thị trường á mua cao nhiều lắm, đang đua mà cứ cứ đỏ là mua, đỏ là mua, cứ nghe cái đâu đỏ là mốt, đỏ là mốt, mà nó đỏ mỏng như tờ lá chuối vậy nè, là mốt nè, những cái cây đỏ tí xíu vậy là họ đã mua rồi, chứ đừng nói chi mà đỏ cái cây như này, đúng không? Thì anh chị thấy mua những cái cây đỏ mà mỏng như tờ lá chuối vậy lên có bao nhiêu đâu mà nó rủi cho cái cây này cái mất sạch, đúng không? Đọt tre đọt mây đâu không, đây nè, những cái cây đỏ như nè, đỏ đó chỉnh là mốt, chỉnh là mốt, mà chỉnh là chỉnh đà tăng mà, có bao nhiêu đâu mà mốt. Mà mua những cái cây này nhá, nói thiệt anh chị nha, mua từ cái cây này nè, thậm chí anh chị mua cái cây bà rách này là cái nó đạp đây cũng lỗ nữa, đừng nói chi mà mua cái cây rút 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 đỏ, đỏ trên đây lỗ hết, đúng không? Rồi không biết là có cắt chưa, mà lỡ cắt ra thì kéo lên thì rất là đau, đúng chưa? Cho nên rất là tâm lý luôn. Nói chung đừng để mình đặt vào những trạng thái tâm lý đó, nếu đặt mình vào đó thì mình nhiều khi á, cái hành động của mình nếu mà nói đúng sai cũng chưa chắc, lúc đó thì do mình để mình rơi vào đống lửa thì nó buộc mình phải cắt cắt cái điểm đó ra. Thật ra nếu mà vô thế cắt cũng đúng thôi, tại vì vi phạm thì cắt đúng không, nhưng mà nó kéo lên rất là đau luôn, mấy bữa sau mua lại không biết ăn hay không, đúng không? Những cái biên mà mỏng như tờ lá chuối đó cứ lên nó cứ cà quần một hồi là NAV ốm nheo à. Đặc biệt cái thị trường nó quýnh trong cái biên sao quay là quýnh vậy đó anh chị ha. Thật ra em vẫn view là thị trường sao quay về chỉ số thôi, còn quý như thế nào thì chưa biết ha, tùy theo con đó. Còn anh chị mua dòng tích lũy đi, nhàn mà có không, chỉnh nhiều đâu, chỉnh không nhiều hết đó. Mình đã ăn được những cái dòng trên cao rồi thì mình lo mình canh lại những cái dòng phía dưới, là cái đó là an toàn nhất, phù hợp nhất, độ an toàn cao, đúng không? Em có nói không phải là những dòng trên cao là nó không lên tiếp, không phải, do là cái biên trên đó nó lớn, cái độ dao động nó lớn, thì cái xác suất anh chị bị bán ra những vùng trên cao và biên độ mà nó quá là rất dễ, thì cái biên nó quá lỏng đi và cái sự hồi phục này cũng chưa chắc là thành công, đúng không? Đó đây nè, cứ cứ đỏ là mua, đỏ là mua nè, mà đạp cây này là lỗ sạch, chứ đỏ mua đâu có cái điểm đỏ nào mua đâu, trừ khi nào anh chị mua cây này nè thì anh chị ăn, đúng không? Mua cây này này, mua những cây dưới thì ăn, còn mua tất cả những cây này đạp cây này là có những thời điểm lỗ hết, đúng không? Mà lỗ rất là nặng, tại những con này biên nó âm, tại vì em nói là trên cao mà anh chị, trên cao nó đi nhanh lắm, nó đi 2 cây 10% rồi, nó đi lẹ lắm, nó không có đi mà nhẹ nhàng tình cảm đâu, mấy con trên cao đi rất là nhanh, đúng không? Ví dụ như là mua 25 nè, mua 25 đạp ở đây thiếu đường là cũng gần gần hòa vốn tới nơi luôn rồi nè, đúng không? Nhưng mà nó đạp như vậy á, rủ càng nhiều người thì cái quá trình mà nó tích lũy lại được ở phía sau này nè, mà cái volume ở đây anh chị thấy volume để bắt đầu lo không, nhưng sau cây rủ này volume của những con trên cao mà nó kiệt dần đi, đó sẽ là cơ hội mua rất tốt, tại nên nó giết được một mẻ rồi, đúng không? Nó làm cho nó gọi là gì, bào mòn sinh lực, đúng không? Bào mòn sinh lực của một mẻ rồi, thì những cái người họ cắt ở đây chắc chắn những chị họ mua lại tỷ lệ là sao, rất là nhát, thì nó bị dính dớp rồi đó. Thì càng về sau như vậy nó bào mòn sinh lực dần đi thì phía sau này đánh nó rất là mỏng, mỏng như vậy nó mới đánh thiệt, thì khi đó nó vượt nó mới ok. Với trường hợp mà em không mua được cái giá điều chỉnh thì em vẫn kỳ vọng là nó sẽ tích lũy thêm à, và cái lần này nó bào mòn sinh lực được một mớ rồi là ok đó, đúng không? Bây giờ anh chị thấy có vài bữa nữa nha, ai cũng kỳ vọng là giờ rút cây này lên là lên luôn, đúng không? Chưa chắc đâu, có thể là gì, có thể là nó sẽ kéo lên đây xong mà nó lại vòng xuống tiếp à. Rồi ai chưa tin tưởng nó cái này chết cha rồi, bị nó lừa rồi, mất hàng rồi, mai nha, mai nó mở một cái gấp úp nhỏ nhỏ này, nó kéo lên đây cái mua vô cái nó chỉnh lại tiếp rồi lại cắt tiếp, đúng không? Rồi cứ làm như vậy 1 2 vòng gì đó là tới lúc mà cái sinh lực mà bào mòn kiệt quệ rồi, mà phía sau này volume nó thật sự nó kiệt đi thì đó mới là cái điểm vượt. Tất cả bản chất những vùng tích lũy volume phải kiệt, còn hiện tại volume chưa thấy con nào kiệt hết, thì đó lý do tại sao mà mình không vô sớm vậy thôi.
đơn giản là như vậy. Còn em thì em vẫn kỳ vọng là nó phải đạt cái cây này sâu sâu tí để em mua giá nó chiết khấu tốt, thì mình bán ở trên. Thì nếu mà chiết khấu khoảng tầm mà cái cây này không cần sàn nó cỡ 5% thôi, có nghĩa là 4% đi, thì có nghĩa là hai cây mà chiết khấu được 10% là quá an toàn, đúng không? Nếu chiết khấu được như vậy thì rất tốt. À, mà cái cây rút chân như này thì em chưa đánh giá là thật sự và đi sẽ lên luôn hay như thế nào đâu. Thật sự em vẫn kỳ vọng vừa đi sideway thôi. Sideway và đập chung vào những cái dòng nào an toàn bền chắc nó sẽ kéo tiếp, còn những dòng vôn cao thì tiếp tục nó sẽ luộc. À, nó sẽ xào nấu ở trên đó để nó luộc tiếp. Nó phải bào màu sinh lực vài dòng cơ. Rồi khi nào mà vừa đi vô một cái dòng chính mà nó đánh thiệt á thì lúc đó cái tỷ lệ người mà không tin tưởng vào nó phải thật sự nhiều á thì nó ok. Thì cũng giống ở dưới đây thôi, anh chị thấy những cái vùng như này nè, người ta không còn tin tưởng về cổ phiếu nữa thì những cái nhịp đánh lên như này không ai tin cả, đúng không? Tự nhiên không ai tin cả, không ai tin hết. Rồi tới càng về sau này nó lại kéo lên bò 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 lên đó, thì lại tin lại, thì lại tin lại, thì nó làm cho cú tiếp, đúng không? Đó là cái tâm lý, cứ càng không tin là nó sẽ lên, đúng không? Vậy bây giờ nó làm cái hai ba vòng thôi bắt đầu không tin tưởng thị trường, nó ui thị trường này có sao nó lên hoài vậy em, nó không quằn qua được, thì lúc đó volume tự nhiên nó kiệt dần đi là nó lại đánh, nó lại vượt lên một lần nữa, đúng không? Nó lại có một cái nhịp vượt lên một lần tiếp theo, thì khi nó vượt lên thì cũng cái cây vượt nó cũng chưa ai tin, rồi lại chờ ở trên lại tiếp tục tiếp, đúng không? Cứ như vậy anh chị ha, chứ em cũng không view là thị trường đoạn này chỉnh gọi là down trend về lại những vùng dưới, em không view vậy. À, vậy em muốn view là sideways tích lũy ứ lên tiếp, và khi đó những cái dòng mà người ta ùa ra đây, người ta dính trên đây nhiều á, thì bắt đầu người ta sẽ đánh qua những cái dòng lân cận, em vẫn kỳ vọng những dòng tích lũy thôi anh chị ha. Bền chắc lúc nào cũng phải tốt, trên cao á, dao động lớn như vậy á, vô á, ai cũng kêu đó mất hàng này kia, thấy có mất gì đâu, nó rủ thiếu đường muốn cắt thêm lần nữa chứ có mất đâu, chưa thấy mất hàng gì cả anh chị ha. Nó chiết khấu tới 10% á, do là nó chiết khấu không đủ nhiều em chưa bắt thêm được chứ em chưa thấy mất gì cả anh chị ha. Cứ từ từ bình tĩnh, đừng có vội nha, an toàn là bạn, an toàn thôi, đánh mà cứ mấy dòng như hoàng gì rồi còn đâu nữa, lưu ý ha. Rồi ngân hàng thì vô thưởng vô phạt ha, nè kéo lên giật xuống, nói chung không biên độ gì lắm, đúng không? Nói chung là nó cứ nằm im, nó cũng không thấy gì mới, cũng không lên không xuống nó gì ha, cũng vậy thôi, bình thường. Rồi dầu nó cũng vậy, đúng không? Cũng vậy à, đúng không? Cái cây này nổ lên thị trường xấu chỉnh lại tí lên tiếp cũng vẫn vậy thôi anh chị ha. Nhưng mà chỉnh như vậy là đây sẽ là cái cơ hội nè, đúng không? Ai chưa mua được có thể canh nè, đó vậy thôi, không có gì thêm ha, nhẹ nhàng tình cảm. À nó ô sao này đánh băng dầu hoài vậy, mấy anh kia nó không đánh. Ở tính ra mình đánh tới ba bốn dòng kia ta đánh, người ta đánh hết dòng luôn rồi đó. À người ta ăn từ cái đáy bất động sản có nè, cái khúc sau bất động sản ok em không ăn được khúc sau bất động sản, ăn được một khúc trứng nè, ăn luôn cái khúc khép nè, ăn hết dòng là còn gì nữa, bây giờ hôm qua tích lũy chứ qua cái gì, đúng không? Đâu phải là đánh băng dầu hoài, nhưng băng dầu nó an toàn lúc nào nó phải có một cái con là lót lót bụng hết đó, giống như sáng phải ăn cơm vậy đó, cơm chắc chắc bụng lâu đói, đúng không? Ăn bún bò rồi kia ngon ngon nhưng mà mau đói. Ví dụ như ai mà bụng yếu như em á, sáng em không thể nào ăn đồ nước được, bụng riêng bụng em nhé, em mà ăn đồ nước vô á là sáng tào tháo dí em chết luôn. À, sáng em chỉ ăn cơm được thôi, cơm tấm trong Sài Gòn là ăn cơm tấm. À, chắc bụng tuy người, có nhiều người á, sáng họ không bao giờ uống cà phê sữa được, tại cái sữa đặc á, sữa sống á, là làm bụng họ yếu, họ dễ đi, nên họ chỉ uống được cà phê đen thôi, đúng không? Hình dung nó là như thế, vì chắc cái lót bụng là dễ ăn à. Đó mấy con tích lũy anh chị làm tích lũy nó đi rất là chặt, đúng không? Ví dụ như con đất xanh đi, đạn này đất xanh cái dao động của nó khá lớn và chưa thật sự ổn định và cân bằng. Em mua con sale thì nó cũng khá ổn định, bữa trước nó hơi rung rũ đúng không, mà bữa nay nó kéo lại là cũng què bình thường, đúng không? Mua nền này nó an toàn, đỡ đỡ phải áp lực, đỡ phải rủi ro. Đa phần cái tuổi này thì đa phần là chỉ có con SSC này đang vào sóng rất mạnh nè, nhưng mà cái con này thanh khoản nó không có được nhiều lắm ha, đánh cũng hơi khó, đánh nhanh quá khó đua anh chị ha. HDC đánh cái này cũng ghê, nói chung cũng giữ nền này cũng giống giống sale nó cũng được á. Bất động sản em nghĩ là sale với HDC thì cũng còn ok không sao. À, thà nó đánh nó đi nền như vậy nó sẽ đỡ hơn, như đít thì hơi xấu nha, đít đạn này hơi xấu không đẹp lắm. Phân được nè, nói chung phân là em nghĩ phân á vẫn còn một nhịp kéo nữa, vẫn còn một nhịp nữa, nhưng mà kéo này là để anh chị nào kẹp hàng anh chị hồi thôi, anh chị bán ra thôi, chứ em thì em cũng không có tư vấn đánh dòng này.
có thể là mua ở đây là nước tê cộng đổ lên ăn được không em? Cũng được, cũng ok, nhưng mà thôi em không đánh ha. Nhưng mà nhìn là biết anh, nếu mà qua cái nhịp này mà nó rủ, mà nó rủ như thế này là con DBM chứ con DCM này là khả năng là kéo á. Anh chị sẽ thấy sẽ có một ngày con DCM này nó sẽ kéo vượt 33, nó kéo lên cỡ 35. À, sẽ có. Đánh cái nền này là có thể kéo được một cây. Nhưng mà thôi. À. Không, thủy sản yếu, rớt dưới. Chứng đánh rác quá, đúng không? Nhưng mà sau cái nhịp rác này mà nó cân bằng lại được á thì em nghĩ ok. Nhưng mà anh chị nhìn con VCA, nhìn cái volume này không dám vô luôn á, nhìn thấy ghê làm sao ấy. À, nhìn sợ ma như quỷ vậy ha. Nhìn ghê quá, không dám vô. Thật sự. Đúng không? Nó kéo bịp hai cái con này lên xong mai nó đạp hết cả loạt như vậy là cũng gớm. Đúng không? Ai mà thấy con HCM VCI á, ai mà đua vô con SSI á, kiểu gì chả có. Em phân tích cho anh chị tâm lý nè. Cái bữa mà kéo con HCM VCI á, có rất nhiều người người ta đua những con khác, người ta đua vô những con chưa tăng. Tại vì trong cái bữa hôm đó rõ ràng là VCI nó đã đánh 4% rồi. Đúng không? HCM cũng tương tự, nó đánh gần 3% hơn rồi. Con VCI đánh cây này là gần 4%. Đúng không? Là ai cũng đi kiếm những con SSI là SHS đồ đua vô một cái là mua vô là cắt lỗ hết. Đúng không? Dễ gì mà lúc 2 giờ 15 không cắt. Đúng không? Quy tắc á, càng mua cao là điểm cắt lỗ càng lẹ, tại vì họ đã mua cao, họ chấp nhận họ sai nhanh. Nhưng mà cái sai nhanh đó, nó bào mòn NAV rất là ghê. Lưu ý ha. Rồi. Thép rồi anh chị thấy không? Mình bán cái giá 27 là cũng không à, cao nhất của Hòa Phát là 27.8, ok, tôi không ăn được 8 like cuối, được. Tôi ăn được hai giá này thôi. À, cũng không dám nhận là nguyên bán được giá cao nhất bán 27 thôi. Nó rủ xuống đây nè, gãy chen mất tiêu rồi, bắt đầu phải tích lũy lại chưa? Đúng không? Hoa sen nè, đang chạy nè. Mà hoa sen nó chỉnh ghê chứ. Tính ra hoa sen chỉnh khiếp nè, từ đây đến đây anh chị biết nó giảm 12%. Trong khi anh chị mua đúng điểm nhé, giả sử anh chị mua đúng điểm đi, anh chị mua từ cái đáy ra đi, anh chị đi lên đây anh chị cũng chỉ ăn được có 15% thôi. Mà anh chị thấy nó đánh bao nhiêu ngày, nó đánh tới 3, 6, 9, 12 phiên, đánh gần 12, 13 phiên mới lên được 12%. Nó cực, cực thì thôi luôn á, đúng không? Mòn mỏi, đúng không? Mà đạp một phát một xuống đây 12%. Thấy không? Rủi ro, thấy biên lớn không? Đúng không? Nè, từ dưới đây nè, giả sử anh chị mua đúng điểm Nam Kim đi, mua kem break đi. Đúng không? Mua giá 20 đi. Lên trên đây anh chị ăn được đâu đó khoảng tầm là 16%. Đúng không? Mà chỉ trong 3 ngày thôi. Ok. Lỗ lại 10% ngay lập tức. Mà volume nè, rất là lớn. Không có tích lũy nào volume như vậy cả. Đúng không? Nếu phía sau này nè, nó làm được một cái biên gọi là cốc có tay, mà volume nó kiệt đi thì em sẽ cho anh chị đánh lại một vòng mới của Nam Kim, được chưa? À, volume phải bớt bớt đi cơ, volume to quá nè. Con này ui giờ bịp chưa, nó quýnh một cái cây mà volume nè, trời ơi không biết có ai đu lên cái cây này không. À, Nam Long này cũng được nè, break kênh giảm. Đúng không? Em có kêu mà, đúng không? Bản chất á là gì? Cái vùng này đang cần tích lũy lại thôi. Rủ cái này mà hồi lên là cũng tạm được, không sao, không xấu. Tính ra sale nè, HDC nè, Nam Long là em thấy được á, bất động sản này ok đấy. Biên nó xiết xiết lại là đỡ đó. Thôi mấy ngày bỏ đi. Cản nè. Không, cũng không hồi. Cái thế này khó đánh lắm nè. Thà nó như dòng phân á, nhìn thì nó còn có cơ hội lên, con mấy này chắc không lên đâu. Con này vẫn còn neo ha, con này là đang có ai đánh hay sao đó, đúng không? Đang có game nó mới kéo vậy. Thanh khoản bé quá, một ngày mà có mấy trăm ngàn cổ phiếu mà nó kéo kiểu này ai mà vô được. Đúng không? Cũng khó anh chị, khó vô lắm, tư vấn mấy con này khó lắm. Thiệt sự, nè TNG em ok nè, mấy con tích lũy này sao không mua. Chỉ gì cũng có một cây nổ, con này mà nổ nhá, ăn 10%. Nổ đúng một cây chạy rồi, là vẫn có, dù sao nó vẫn an toàn hơn. Đúng không? Nhiều khi có nhiều người chia sẻ quan điểm là ui mua mấy con này nhanh nè em, nó kéo nước rút đồ lẹ, đâu không thấy nước rút đâu, thấy gãy không? Đúng không? Cái đạn nước rút này không thấy đâu mà cái đạn gãy là thấy mình rồi. Đúng không? SSI là kêu mua 29 không mua đâu, mua đâu ở trên ba mấy á. Nó đủ cho con càng gì thấy. À. Quan điểm trên đây là gì? Thứ nhất, ngày 6 rủ chưa đủ biên.
Em cũng bản thân em cũng chưa mua được những cái dòng chiết khấu đủ lớn, cũng chưa mua. Bán thì bán rồi có gì đâu bạn, bình thường cũng không làm gì luôn, thật sự là như vậy. Và nếu nó hồi như thế này nó rất là nửa chừng. Thứ nhất nó hồi không quyết liệt, bản chất là nó đạp cái cú này để nó hồi lên chỉ hơn tham chiếu một tí xíu. Riêng dòng chứng thì có thể hồi biên độ tốt hơn là khoảng 2 đến 3%, đúng không? Nhưng mà so với cái biên rớt bữa giờ thì nó khá lớn. Thành ra là gì, phải chờ cái quá trình hình thành thêm ở bên này, chứ bản chất mà em đánh giá là vẫn sai quay, chưa có đánh giá gì gọi là quá mới. Cái sự hồi phục này cũng chưa phải là cái gì đó gọi là rung rũ xong, đúng không? Nếu mà ngày mai mà gáp ướp lên á, anh chị đua vô thì em cũng rủi ro quá. Cứ đánh mà cứ cứ đua gáp xong rồi lại cắt lỗ khi chỉnh như vậy thì nó rất là không ok. Mình phải xem lại cái phương pháp anh chị ha, xem lại cái phương pháp của mình, đúng không? Xem lại cái nhịp đánh như vậy rất dễ chật nha, chật nhịp nó mất công lắm, đúng không? Mà tới lúc nó đánh thiệt á thì không 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 mua được thì rất là nguy hiểm nha. Lưu ý bình tĩnh một tí xíu, cổ phiếu mà đánh vội vàng, đúng không? Cái lúc mà anh chị mà không nghĩ, cái lúc mà anh chị cảm thấy là phải 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 sở hữu một con cổ phiếu nào đó, sợ rằng là à, ngày mai nó sẽ mất đi cơ hội, là cái lúc đó anh chị nên nên chậm lại và nên suy nghĩ lại. Đó là cái có vấn đề đó. Thường cổ phiếu nó không có dễ vậy đâu, tự nhiên ai cũng muốn sở hữu hết thì có vấn đề. Lưu ý ha. Rồi em nói với anh chị mà, đúng không? Cái bữa mà thứ sáu mình sân bay em nói anh chị rồi, đúng không? Cái bữa mà sân bay mà tuần kia em đi Gia Lai em nói gì rồi, mua một đống luôn, mua nhiều lắm. Cái cây nổ đó, cái ngựa nổ sau ấy, mua rất nhiều. Anh thấy mua từ cái điểm đó mình chỉ cần mà chịch một pha mà chốt không kịp ở đâu còn bao nhiêu lãi đâu, thấy không? Mỏng như tờ giấy, mỏng như tờ lá chuối vậy. Rồi mua một nhà nhiều lắm, em chắc doanh số ra em thấy, đúng không ạ? Có những cái mình sẽ theo dõi được cái cung cầu thật của thị trường, chứ không phải là mình ngồi mình nhìn bịp mình nói đâu nha. Dạ rồi, có những nơi cung cầu thật nó hiện hữu ra cho mình xem mà, sao anh chị lại không xem cái đó, đúng không? Mình chia sẻ cho anh chị mà. Dạ rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều ha. Dành thời gian cuối tuần như này xem video của em nên chị ta cho em một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất anh chị ha. Em quan điểm vẫn ngồi chơi thôi, quan sát chỉnh chưa đủ em cũng chưa có ý kiến gì, nhưng mà mình cứ cứ từ từ quan sát thêm thị trường anh chị ha. Dạ rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều.